Chào mừng bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn Hôm nay mình chia sẻ với bạn chương trình Airdrop Nhận 10 cái đồng BCX Cái giá hiện tại của nó là 4,5 đô Cái đồng này rất tiềm năng các bạn nha Thì chúng ta sẽ nhanh tay làm Vào ngày 11 tháng 11 thì kết thúc chương trình này Và mình cập nhật thêm cái lân trình là Cái web đầu Solona Một giờ chúng ta đầu được 0,16 hoặc là 0,2 đô thì hôm trước mình chia sẻ với các bạn thì kèo này mà mình nói với các bạn là kèo này là hên xuôi không phải lúc nào chúng ta đào cũng được nhưng mà người ta phải đào từng bước thì mình test sáng và test lại thì rất là ok mấy ngày mình bận mình không có lên mình đào thì đầu tiên các bạn vào làm từng bước lại nha thì mình làm từng bước cái này mình đào được ba lần mình thử được ba lần rồi rất là ok đầu tiên người ta cung cấp nha mình cập nhật nha, nếu các bạn chưa có biết cách đăng ký thì các bạn xem video trước đó của mình hoặc là mình sẽ để đường link phần mô tả cho các bạn nha lúc nào ngoài giữ quý luôn mở khóa bấm mở khóa cho mình các bạn thấy không không mở thì lên nha liên kết đặc biệt không mở là mình thấy thành công được ba lần rồi mình đào được 3 giờ ba lần có ok liên kết waiter đúng không bắt buộc chúng ta phải vào liên kết lần nữa cái quý select Sona tiếp tục bấm giữ quý cho mình mở khóa liên kết xác minh phải người máy chọn chiếc máy bay các bạn làm từng bước nha từ từ thôi nha cái kèo này cực kỳ là uy tín chứ không phải là cam đâu do tôi nghĩ các bạn là đầu nó thứ nhất là bấm nhanh hoặc là thứ hai là chúng ta không được may mắn nghe nó chọn những cái quý nào chú ẩn mà an toàn thì các bạn làm từ từ chậm chậm thì khả năng thành công rất là cao thiết các bạn vào vào đây xem đây thì thời gian này đúng không một lát các bạn vào xem nếu mà nó không có chạy thì tức là chúng ta làm xịt rồi không thành công thì đó mình sẽ thoát ra một lát mình sẽ đăng nhập lại mình xem chúng ta không cần cần phải chơi máy nha đặc biệt không cần chơi máy cứ để mạng thôi là được sau khi mình đăng nhập lại thì mình thấy không là cái số tiền nó tăng lên như thế này chúng ta thành công nha bây giờ không còn 17 phút nữa tăng lên thế này thì mới thành công còn không tăng thì các bạn sẽ không có nha ok chúng ta vào lại thì thấy tăng lên tiếp tục chúng ta sẽ vào quý son chúng ta kiểm tra thì đã đáp về và tiếp tục chúng ta sẽ vào quý chocolate mình sẽ lấy địa chỉ nha bấm nhận sau chép thì, thì các bạn muốn đầu nhiều ít tùy các bạn các bạn muốn đầu xong rút về luôn cũng được bấm vào đây chúng ta sẽ chọn cái phần gửi đi nha Trang anh chị vào chốt vào đây son trên chốt nha tối đa thì bạn nhớ là bỏ những số dư nhỏ sau cùng đi chúng ta chỉ cần chọn không phẩy thôi gửi có gì bạn lấy số nhỏ quá nên nó gửi nó sẽ bị báo lỗi nha thì bấm vào xem trên son tức là trên cái chỗ mà nó trao đổi 13 giây chúng ta chờ một xíu nha thì xem nó gửi thành công thì chúng ta sẽ kiểm tra quý thành công rồi chúng ta vào quý chocolate nha chocolate chúng ta kiểm tra lại các bạn kéo nước cho mình nha không thấy về kéo nước nhẹ nhàng cái ok nó đâu về thế thì chúng ta thành công nha thì mình cũng không thường xuyên đào tại mình không có thời gian nhiều thì các bạn nên cập nhật đào từ từ thôi cho cái quý chúng ta tạo khoảng cách an toàn cho những con cái gá nó chú ngủ bạn nhớ nha chú thành công thì không phải nhất thiết chúng ta phải đào liên tục mà nó lại có hay không có chúng ta phải làm từng bước để kiểm tra tăng lên thì chúng ta sẽ có tiền nha chúc bạn thành công và chúng ta sẽ qua phần mình sẽ giới thiệu thêm một cái chương trình đó là trình iRub nhận 10 cái đồng BCX cho các bạn thì các bạn sẽ lấy đường link phần mô tả của mình Đây là máy rớt nha Trước khi làm mình chia sẻ thêm cái Cái coi này Thì trên coi máy cắt cáp á Thì giá là 194k Tương đương khoảng năm đô Thì là list rất nhiều sàn rồi Thì các bạn có thể bán bất cứ sàn nào cũng được Có thông tin cho các bạn để Tìm kiếm những thông tin thấy sau khi chúng ta thành công Chúng ta bán ở đâu Ok chúng ta bắt đầu làm máy rớt nha Mày sẽ lấy đường link phần mô tả của mình Giờ bấm start nha Giờ bấm start thì nếu báo chúng ta là bonus là 10 con 100 đô nhưng mà thật chất thì dùng tôi chọn là 45 đô thôi giá nó đang xuống Bitcoin đang xuống nó sẽ xuống cái đấy bạn bấm cạnh cho mình nha một red chúng ta sẽ bonus là một BCS các bạn bấm tiếp tục cạnh tròn cho mình nhấn vào báo chúng ta là cái channel tức là cái ID cái ID mà Telegram chúng ta đó thì các bạn nhập vào có chữ móc nha ok bấm gửi đi cho mình amốc tâm nguyễn hai ok bấm gửi đi nếu các bạn mà chưa biết cách lấy thì các bạn vào cái ID phần cài đặt chúng ta nó sẽ có nha các bạn thường xuyên mà đã làm may rớt rồi thì các bạn thì dễ dễ tiền hơn chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ bcx ở trên cái comment chat nha quý comment chat đặc biệt không lấy trên cái sàn trên nha hoặc cảnh báo theo ít đỏ không lấy trên app trên thì chiều mình đã chia sẻ với bạn một cái chương trình là đầu comment chat mini đó. thì giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ bcx trên đây các bạn chưa đăng ký thì đăng ký thì mình sẽ để đường liên phòng mô tả cũng như là cái video hướng dẫn các bạn cách đăng ký nha đào con này cực kỳ ngon nha uy tín bấm vào chiếc giá thì nó sẽ đào đúng không 24 giờ chúng ta cập nhật một lần không cần chơi máy đâu 10 con này thì bằng một một con bcx này khoảng bốn đứa máy rất là ngon bấm vào bcx bấm vào nhận cho mình nha copy chiều đã làm chia sẻ với bạn chương trình đào cái này rồi đó cách đăng ký hướng dẫn rồi các bạn xem lại video đó của mình chúng ta sẽ bấm vào cái index nha tức là địa chỉ quý của chúng ta bcx vào đây thì nó sẽ bóng về ba lăng nha bóng 3 lăng của mình rất nhanh thôi thì thông báo chúng ta là, là nhận được là 10 con và red chúng ta chưa có đúng không chúng ta sẽ bấm một lần link này sau chép lần link này để tuyển red các bạn nhớ nha phần 10 ngày 1 tháng 10 1 1 tháng 11 tức là 1 tháng nữa thì chúng ta mới nhận được cái đồng ai này các bạn nhớ nha mình sẽ cập nhật thường xuyên cho các bạn khi nào có mình sẽ thông báo đặc biệt chúng ta sẽ lấy đường link này để chia sẻ với bạn bè chúng ta chúng ta nhận thêm một người chúng ta sẽ nhận là một đồng nha tương đương khoảng 45$ đến 5 đô tương đương 100 ngàn một người đấy cứ rất ngon đúng không Ok chúc thành công trên này làm là rất là nhanh nha và chân tay và làm Ok chúc bạn thành công nha Nếu bạn thấy hay thích xin cho một like và đăng ký hộ kênh để kênh của mình phát triển hơn Tầm được cho mình kiếm trang web kiếm đường riêng cho các bạn Kiếm thức tiếp tục cái dáng mới nhất của VNC chia sẻ các bạn các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình chúc bạn thành công hẹp lại bạn video tiếp theo đừng quên bình luận comment để lên số thoại chúng thử ngày sau thân ái chào tạm biệt các bạn cảm ơn bạn đã xem